Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Ở đây em đang có một vài bình thuốc trị bọ nhảy cho cây rau. Cái số này sẽ đi về Cần Thơ nhé. Có thêm cả cái món như là xanh lá, to lá, vọt lá cho rau. Một gói này thì pha được cỡ chừng 20 bình đeo lưng, loại bình 20 lít nhé. Kết hợp cùng với cái là bọ nhảy và những cái con sâu trên lá rau, con rầy, con rệp trên lá rau ấy. Cái số này sẽ đi về Cần Thơ để làm việc với cái vườn rau. Thì cái bọ nhảy và những cái con sâu bọ ấy, thì các anh chị sẽ sử dụng một cái gói này, diệt sạch 100% lưu dẫn kéo dài, kết hợp cùng với 1/10 cái gói Adido này nhé, để hòa cho một bình 20 lít nước, là một gói này với lại 1/10 cái gói Adido này, kết hợp thêm khoảng tầm cái gói vọt siêu vọt đọt này thì hòa được khoảng tầm 20 bình đeo lưng. Thì lấy 1/20 gói này hòa chung một bình 20 lít để phun xịt cho rau, nó vừa có tác dụng là làm cho cái cây cái lá rau nó xanh lá, to lá, tốt lá, và nó còn ngăn chặn và phòng trị những cái con như rầy rệp, con bọ nhảy, con sâu lá trên cây rau nhé. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau.